Chào mừng quý ông bà anh chị em đến một mối men cho đời, phần suy niệm lời Chúa. Hôm nay chúng ta cùng suy niệm tin mừng của Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thế là chúng ta cùng thinh lặng lắng nghe lời của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, hôm ấy các cửa nhà nơi các môn đệ ở đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho các con. Nói thế rồi người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi trên họ và nói, Các con hãy lãnh nhận thánh thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta suy niệm lời Chúa trong đại lễ rất đặc biệt của giáo hội, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thánh hôm nay được xem là đặc biệt vì nó đánh dấu bước ngoặt mới trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Cái mới và đặc biệt ấy là việc khai mạc sứ vụ của Chúa Thánh Thần đấng đến để tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, ngày sinh nhật của giáo hội và sự phong phú của ân sủng mà Chúa Thánh Thần mang đến cho mỗi người chúng ta. Trước hết, chúng ta cùng tái khám phá ý nghĩa phong phú của ngày khai mạc sứ vụ của Chúa Thánh Thần. Trang tin mừng chúng ta vừa nghe không mô tả cho chúng ta cách cụ thể việc khai mạc sứ vụ của Chúa Thánh Thần. Tin mừng chỉ vọn vẹn thuật lại việc Chúa Giêsu trao ban Thánh Thần cho các tông đồ qua việc thổi hơi và nói: "Anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Nhưng nếu liên kết những lời vừa nói của Chúa Giêsu với những gì Thánh Luca mô tả trong bài đọc 1 của sách Tông đồ Công vụ, ai nấy đều được tràn đầy thánh thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 4. Chính nhờ ơn ban này mà mọi người tuy khác nhau về chủng tộc và ngôn ngữ đều có thể lắng nghe lời loan báo tin mừng của các tông đồ với một lòng thán phục vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của thiên chúa như thế trong ngày lễ chúa thánh thần hiện xuống hôm nay giáo hội cho chúng ta thấu hiểu sư vụ của chúa thánh thần là làm cho mọi người chúng ta hiểu và đón nhận hồng ân cứu độ mà thiên chúa đã thiết lập qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, chúng ta cùng chung lời cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân cao quý này. Kế đến, suy niệm lời Chúa hôm nay, tin mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhắc nhở cho chúng ta ngày sinh nhật của giáo hội Chúa Kitô. Quả thế, giáo hội đã được Thiên Chúa Cha yêu thương, cưu mang và thiết lập. Sách giáo lý công giáo dạy chúng ta rằng Hội thánh được hình thành từ lúc khởi đầu trần gian được chuẩn bị một cách kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong giao ước cũ. Giáo lý công giáo số 759. Từ kế hoạch yêu thương này, Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể đã đến và làm cho kế hoạch này trở nên hoàn thiện. Chúa Giêsu đã khởi đầu hội thánh của người bằng việc giao giảng tin mừng, nghĩa là giao giảng nước Thiên Chúa ngự đến. Nước đã được hứa trong Thánh Kinh từ nhiều thế kỷ để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Đức Kitô đã khai mạc nước trời nơi trần thế. Hội thánh là nước của Đức Kitô đã được hiện diện trong mầu nhiệm. Bà trong ngày lễ ngũ tuần, Chính Chúa Thánh Thần đã làm cho hội thánh được khai sinh, được tỏ hiện một cách công khai trước mặt dân chúng và tin mừng bắt đầu được truyền bá cho muôn dân qua việc giao giảng. Như thế, với sự kiện của Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật mẹ hội thánh. Chúng ta cùng khát khao xin Chúa Thánh Thần hàng gìn giữ không ngừng thánh hóa hội thánh để hội thánh có thể hoàn thành tính chất thừa sai mà Chúa Kitô trao ban đến với muôn dân tộc để làm cho họ thành môn đệ của Chúa. Sau hết, mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm về những ân ban cao quý và phong phú mà Chúa Thánh Thần đem lại cho mỗi chúng ta. Chúa Thánh Thần ở trong hội thánh và ở trong lòng các tín hữu như trong đền thờ nơi họ người cầu nguyện và làm chứng cho họ là những nghĩa tử của Thiên Chúa. Thánh thần dùng phẩm chật và các đẳng sủng khác nhau mà dạy dỗ, hướng dẫn và tô điểm giáo hội bằng hoa trái dồi dào. Đồng thời dẫn giáo hội tới sự thật toàn vẹn và làm cho nên hợp nhất trong tình hiệp thông và trong việc phục vụ. Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi cho tín hữu Corinto đã mô tả sự phong phú của ân ban thánh thần, tuy khác biệt nhau như những bộ phận trong cơ thể, khác biệt nhưng không loại biệt. Mỗi chi thể đều làm nên một việc đó là mưu ích cho chính bản thân mình. Điều ấy cũng ám chỉ đến mỗi người tín hữu chúng ta. Mỗi một người tín hữu, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một người khác biệt nhau về văn hóa, về ngôn ngữ, về dân tộc. Nhưng một khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần nơi bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta đều được ban những ân sủng của Thánh Thần để cùng nhau làm phong phú đời sống của Hội Thánh là thân thể nhiệm màu của Chúa Kitô là đầu. Chính những sự nỗ lực vâng nghe theo thánh thần của mỗi chúng ta sẽ làm cho hội thánh mỗi ngày mỗi sống động trong môi trường cụ thể mà chúng ta đang sống hầu dẫn đưa nhiều người khác gia nhập hội thánh để cùng được chung chia hạnh phúc trong chúa kitô và qua chúa thánh thần lạy chúa thánh thần xin cho mỗi người tín hữu chúng con biết yêu mến chúa biết yêu mến mẹ hội thánh và nhất là biết mở lòng đón nhận ân ban của chúa để chúng con được biến đổi và nhất là biết đem nguồn sức sống và tình yêu của chúa chia sẻ cho anh chị em để mọi người được hạnh phúc trong chúa amen